Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Titanfall phần 2. Và trong cái tập này là nó liền mạch với cái tập ngày hôm trước luôn nha các bạn. Cho nên là mời các bạn đón xem. Ê, mấy con robot ở đây đâu rồi? Ra tiếp coi. No, con bự. Mình bắn trúng con robot rồi, tội nghiệp. Wow, súng này bắn xuyên tường các bạn. À! No! No 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 no. Mày này. Chạy các bạn ơi, chạy các bạn ơi. Chạy đâu cũng được. Nhận. Ây da. À. Ồ, súng này bắn được. Yeah. Hồi nãy giờ chạy muốn chết. Phải móc cái này ra bắn là được rồi. Trời ơi. Mình đâu có ngờ cái cây này có thể trì được mấy con người máy bự đâu các bạn. Nãy giờ mà mình biết được là mình lấy ra mình bắn trước rồi. Mình cứ nghĩ là cây này nó chỉ trị được mấy con nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, nãy giờ chạy á, nó ngược mình như là đủ dịch vậy đó. Lùa mình như lùa bịch vậy đó các bạn. Pilot, the module is in the projector of that dish. Thôi, lấy cái này. Cái cục đó là cái cục gì mình cũng không biết nữa. Chuẩn bị bay qua bên kia. Ê, chỗ này có gì đặc biệt nào? Dạy mình đi. Đơn giản vậy thôi đó hả? Có đứa nào đó hay gì vậy? Con thằng kìa, còn sót lại kìa. Thôi mệt quá đó luôn đi. Bắn vô đây phải không? Ồ. Oh. À. Bắn cái này. Đó. Cái đó. Đấy. Trời, chỗ này bay gắt rồi nha. Không đùa được. À. À. Hostile infantry. Ê kìa, con T-8 mình mới tới kìa. Quá tiếp nó thôi. Cái súng gì đây? Ồ, oh, lấy cái này. Ủa, có thằng đây mà biến đâu mất tiêu rồi. Con này cũng có ẩn thân chi thực nữa à. Trời ơi, trời ơi. Recommend we secure this area before proceeding with the repairs. Chui vô được không?
mày này. Ôi mình có súng các bạn. Chết nha, chết. Mình phải đi ăn pin thôi. Ủa rồi chúng ta phải đi đâu đây? Này. Súng này bắn mấy con nhỏ nhỏ dở quá. Đổi sang cái này. Ok. Nó kêu mình lên tuốt trên đó làm kìa. Nữa, trời mình nữa. Nó ném mình nữa. Hay. Good job. Amazing. Yeah, có một cái nón phi công. Nó có pilot. Ăn được 5 cái, còn 4 cái nữa. 4 cái này đi tìm chắc cũng hơi mệt á. Hết hồn. Trời ơi. Chúng ta phải lên phía trên nữa. I'm Violet. This is Cuban Blisk. You've been listening to us, eh? You want to be a hero, yeah? Okay. Keep coming at me. Keep coming. Đây rồi, thêm một cái nữa nè. I'd stop trying so hard to be a hero and live longer. Cố lên, chúng ta chỉ còn 3 cái nón nữa. Bên này có khi nào nó giấu không? Đây là đường của an ninh. Hello. Hình như hết nón rồi. Oh. Ê, lộn. Hồi nãy lọt xuống các bạn. Giờ phải chạy lên lại nè. Rồi, qua đây. Đập qua đây. Đó, phải như thế. Nhiều lúc có đoạn đường dài mình đi một miếng một. Reorient itself once the new module is installed. Oh shit, cái gì vậy? Oh no. No. Cái súng của tôi. Hay quá. Quá xuất sắc. Xong chưa? Xong nhiệm vụ chưa? Rồi đi nè. Xin vô đây được không? À, cái súng này tên là Eon chứ không phải là Lon. Mà tập trước mình đọc là Lon. Tại vì chữ L nó viết hoa lên nó nhìn giống chữ Y. Reapers inbound. Militia forces lock down the control room. Threats detected. Copy that. Locking down. Oh shit. Vô đây. Mày đỡ được không? Súng tao bắn như thế này, làm sao mà đỡ được? Wow, cái này mạnh ghê ta. Bắn xa được. Mạnh nữa mà đạn đi nhanh nữa. Quá chuẩn.
Thấy cái này đỡ hơn cái súng mà bắn mấy cái tên lửa nhảm nhí. Đỡ hả cưng? Đỡ hả cưng? Chết đi. Cái con robot này cũng hơi nhỏ so với cái con của mình. Mày gỡ này. Caution. Anomaly detected. Possible hostile titan. Giờ mình phải đứng đây đỡ phòng thủ. Bảo vệ cái chỗ này. Rồi con mấy con nó bự nha. So you think you know how to be a pilot, do you? Hey. You all deserve to die. Sao? Nó lấp luôn rồi. Hey. Laser core ready. Mình có tuyệt chiêu rồi đó. Đủ năng lượng rồi. Ow. Kìa boss kìa, má ơi. Tao chấp luôn. Bố mày chấp. Nhảy xuống nó còn phải bước ra giới thiệu nữa các bạn. Giới thiệu tôi là boss mới đây. Hãy đánh nhau với tôi đi. Fuck you. Nè nè nè. Nấp vô mấy cục đá thôi được. Con này có vẻ lanh lợi đấy. Có màn bảo vệ nữa chứ. Thôi để mình dùng tuyệt chiêu nha. Ủa cái gì ấy? Ui. À bắn là vậy à. Ngon thế. Mày chết chắc rồi con. Tao lại gần nè. Mày nè. Mày nè. Mày. Đu. Ha. Thấy lợi hại của ta chưa? Mày có thấy sự lợi hại của ta chưa hả? Cái sáng mất tiêu luôn rồi. Thấy chưa? Thấy lợi hại chưa các bạn? Cỡ này mình chơi cái này quen rồi, bắt đầu mình khả năng chiến đấu của mình rồi, nâng cao lên rất nhiều. Mấy con đó làm cỏ cái một. Pilot, recommend you disembark. Rồi, nhảy ra. À, Mr. Thắng hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ căn cứ. Ra đây xem phim coi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Cái gì đang bắn đùng đùng hết? Commander Briggs, this is BT-7274. Protocol 2, uphold the mission. Report intel to the fleet attached to the SRS unit. Solid copy. Good to hear you guys are still down there. We're receiving your data now. Xong. Đó các bạn, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhiệm vụ được giao. Correct. Captain Ty Lastimoso was killed in action. I am now linked to an acting pilot, Rifleman Jack Cooper. Wait a minute. Lastimoso linked you to a rifleman? Yes. He had no other options. Understood. We'll get you transferred to a fully qualified pilot. Objection. Cooper is my pilot. Our combat effectiveness rating now exceeds 90%. Request permission to retain this link. You're lucky our backs are up against the wall, BT. Permission granted. That's high praise coming from a machine, Cooper. Thanks to your scan data of the Ark, we've tracked its energy signature to an IMC base right here on Typhon.
We don't have much time. Let's go. Ok các bạn, thì cái video hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Và các bạn nhớ đón xem cái tập tiếp theo của series này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.